Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay mình muốn làm cái vlog để nói về một cái vấn đề, đó là người theo đạo Tin Lành. Người theo đạo Tin Lành thì có nên tham gia vào đám giỗ và đóng góp trong cái việc giỗ chạc hay không? Vấn đề này là vấn đề trăn trở rất nhiều người theo Chúa, rất nhiều người tin theo đạo Tin Lành và tin vào niềm tin cứu rỗi Chúa Giêsu, thì học được từ các mục sư dạy rằng là khi chúng ta thờ phụng Chúa rồi thì chúng ta sẽ không thờ phượng một con người cũng như là không thờ phượng một thần nào khác. Vậy thì việc giỗ của cha mẹ mình, của ông bà mình có nên tham gia vào không, có nên đóng góp, có nên dự phần vào cái việc giỗ, tức là cái kỷ niệm cái ngày mất của ông bà bố mẹ hay không? Thì nói theo cái nghĩa giỗ thì đó là cái tục truyền của Việt Nam, thì để định nghĩa về cái từ giỗ này nó có nhiều cái định nghĩa khác nhau và đến từ các đất nước khác nhau. Giỗ là một cái tục lệ tập quán của người châu Á, đa phần là người châu Á, các đất nước châu Á đều có cái tục giỗ này. Người châu Âu thì thường thì không có, người châu Á thì có một cái từ gọi là từ giỗ. Từ giỗ nó mang cái tính chất trong nó, cái nội tại trong từ giỗ đấy nó mang tính chất là thờ cúng, tức là người chết đi sẽ để lại ngày chết. Cái ngày chết đó thì cái ngày mà con cái sẽ tưởng niệm, tưởng nhớ cái người đã mất. Nhưng mà đến với cái từ giỗ, trong cái từ giỗ nó nội tại một cái điều, đó là đến cái ngày đó là con cháu nội ngoại gia đình là sẽ thờ phượng, sẽ cúng tế cho cái người mất. Thì đấy là một cái tính chất của từ giỗ. Trong cái tục truyền của người Việt Nam ấy thì người ta tin rằng ấy, người chết xuống phủ thì đến ngày giỗ sẽ được thả ra để trở về nhà với con với cháu và với gia đình, cho nên là họ thường thờ cúng vào ngày giỗ để mời cái người chết có thể quay về ăn. Nhưng mà trên thực tế thì người chết không trở về ăn được. Chúng ta biết rằng là vật chất chúng ta để lên thì cái người chết không thể nào ăn được đấy. Thì đó là một cái chân lý thứ nhất. Chân lý thứ hai là người ta vẫn cúng quanh năm với cái tính chất là để tưởng nhớ cái người mất, để tưởng nhớ cái người mất. Cứ đến ngày giỗ, nhưng chúng ta có cái đại lễ rất là lớn, đó là giỗ tổ Hùng Vương, đúng không? Là chúng ta sẽ tế và sẽ cúng, sẽ thắp hương, sẽ tạ ơn vua Hùng. Thì cái đó nó là cái tục rất là đẹp, tục rất là tốt. Nhưng mà cái cơ bản là cúng bái thì người Tin Lành chúng ta không tham gia vào được. Thì nếu như mà chúng ta không tham gia vào sự cúng bái thì buộc một số các mục sư phải dạy rằng chúng ta phải lìa bỏ đi. Thì theo như văn hóa của người Việt Nam, mà người nào mà bỏ giỗ thì bằng với cái từ bất hiếu nếu mà bỏ giỗ. Bởi vì thực ra là người theo đạo Tin Lành thì Lộc muốn nói thật là không muốn bỏ giỗ. Ngay bản thân Lộc là bố cũng mất rồi, bố đã qua đời rồi, và Lộc cũng không muốn bỏ qua cái giỗ của bố mình, nhưng mà cũng không muốn cúng bái. Bởi vì cái giỗ rất là đẹp, mình kỷ niệm, mình tưởng nhớ ngày mất của bố mình tưởng nhớ về cội nguồn thì rất là tốt. Nhưng cơ bản là mình sẽ không cúng bái, và nó không cúng bái thì nó sẽ không được gọi là giỗ đâu, mà nó sẽ gọi là kỷ niệm ngày mất hay là tưởng nhớ người đã mất, chứ không có dùng từ giỗ. Vì dùng từ giỗ có nghĩa là cúng tế, nó mang cái nghĩa là người chết sẽ trở về để ăn được. Có một số vùng miền của người dân Việt Nam thì tin rằng cái ngày giỗ là cái ngày mà sẽ cúng tế để cho Diêm Vương hay để cho các thần các quan xóa tội hay là giảm nhẹ tội của cái người đã mất còn sống, lúc còn sống đã phạm tội đấy, thì cúng tế thêm các ngựa mũ mã, rồi là các lễ này lễ kia thêm vào một cái lễ giỗ, để nhưng mà lại cúng trong cái ngày giỗ để gọi như là xóa tội cho cái người đã mất ở dưới địa ngục. Thì có một số nơi thì lại định nghĩa như vậy, nhưng mà đa phần các nơi đều tin rằng là bố mẹ mất có thể trở về trong ngày giỗ, và họ không ăn được cái thức ăn trên mặt bàn này, nhưng mà họ trở về với cái linh hồn của họ. Mình cúng giỗ là để mời cái vong đó họ hưởng cái hương cái hoa của cái món ăn. Nhưng mà cái tính chất cúng bái ở đây nó sẽ làm sai cái tính chất của đạo Tin Lành, là thờ phượng một Đức Chúa Trời thôi,
bây giờ lại phải thờ phượng thêm bố mẹ nữa thì nó sẽ sai với cái tính chất của đạo tin lành. Thì thật ra trong Kinh Thánh chép rất rõ là người chết đi xuống âm phủ sẽ không thể trở về được. Theo cái câu Kinh Thánh chép rằng là mây tan ra và bay đi mất thể nào thì người chết và xuống âm phủ sẽ không thể trở về thể ấy. Thì để Kinh Thánh đã chép rất rõ cái điều đó rồi, thì không có, thật ra chúng ta biết rằng không có người chết nào có thể trở về được. Thì thật ra nên là cho nên là cái sự cúng bái nó sẽ không có linh nghiệm, nó sẽ không có linh nghiệm rằng là bố mẹ mình sẽ trở về. Thì theo luật thì chúng ta là người tin lành, chúng ta không nên cúng, không nên thắp hương, không nên thở lạy, không nên lễ bái như cái tục truyền của người Việt để lại. Nhưng chúng ta vẫn nên làm dỗ theo hình thức là kỷ niệm ngày mất, theo hình thức là kỷ niệm ngày mất. Như Lộc vẫn sẽ kỷ niệm ngày mất, tưởng nhớ cái ngày của bố Lộc đã mất để nhớ rằng mình có một người cha đã qua đời, ông là người như thế nào và ngày đấy là ông qua đời, các thứ để mình dặn dò con cháu con cái của mình nữa. Đấy, thì đấy là một cái tính chất thể hiện sự hiếu đạo, thể hiện sự tưởng nhớ. Đấy, mình còn ở trên đất của bố mình, là con của bố mình, mang danh mang họ của bố mình thì mình không thể quên đi ông ấy được, đúng không? Mặc dù ông đã mất rồi. Thì cái đấy là cái trọng hiếu đạo. Nhưng mà nó có một cái nữa là cái vấn đề phát sinh ra là nhà thì có ông bà nữa, thì ông bà thì mình không thờ phượng ông bà, mình không cúng ông bà, mà người cúng dỗ ông bà đó là bác trưởng, đó là người con trai trưởng của ông bà sẽ thay mặt tất cả các con trong nhà đứng ra gọi là đích tôn, là cháu đích tôn ấy, để đứng ra làm cái lễ dỗ cho ông bà, và tất cả những đầu chi và đầu đinh đều lên đóng dỗ, Thì có câu hỏi đặt ra là bây giờ mình không cúng, nhưng mà mình có nên đóng dỗ để cho họ cúng hay không? Thì có một số người tin kính Chúa và họ rất là mạnh mẽ và rất là xác quyết và rất là có sức mạnh. Họ nói rằng là không nên và không được phép đóng tiền hay là gửi tiền để cho cái người trưởng nó thực hiện cái chức vụ cúng bái của mình. Thì thật ra nói ra thì trong cái đúng nó có cái sai, mà trong cái sai nó có cái đúng. Chúng ta sinh ra là một người Việt và cái tục truyền của chúng ta là là trưởng, là đích tôn sẽ cúng dỗ và các chi các đinh sẽ đóng, sẽ góp dỗ, sẽ phân bổ nhau ra để góp dỗ. Thì bây giờ mình theo đạo tin lành mà mình không đóng và mình không góp dỗ đấy, mà trong khi đó là cái nghĩa vụ mình là đinh, là chi, là đầu trai mình phải đóng, nhưng mình theo đạo tin lành mình không đóng. Thì nếu như mình không đóng thì mình cũng sẽ rơi vào cái tình trạng là mất luôn cả anh em, mất luôn cả họ hàng chú bác. Đấy, thì như vậy nó sẽ theo một cái nhẽ rất là không hay, giả dụ như nhà mình là nhà rất đông người, mình có thể tách chi ra, tách họ ra thì làm gì cũng được, nó sẽ là trên toàn quyền quyết định của mình. Nhưng mà bây giờ mình vẫn phải theo trưởng, mình không đóng dỗ, mình không góp theo cái đầu đinh, theo phận sự nghĩa vụ của mình phải đóng theo cái tục của Việt Nam mình. Nếu như mà không đóng ấy thì theo Lộc nghĩ như vậy là mình sống bất nghĩa trước khi bất hiếu. Mình sống bất hiếu còn một chuyện rồi, nhưng mình sống một thêm một cái bất nữa, đó là bất nghĩa. Thì nếu như mình không theo dỗ thì chắc chắn là bất nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì anh em nhà mình, họ hàng nhà mình còn sống đấy, mà mình lại đi mình không góp dỗ, có nghĩa là mình gần như mình từ bỏ họ, mình chống đối lại cả họ, và mình chống đối lại cả cái quyền huynh trưởng nữa, và mình chống đối như vậy có nghĩa là mình tự bỏ đi cái mối quan hệ, cái nét đẹp của người Việt mình, thì nó sẽ là mang thêm một cái lỗi, là lỗi mình sẽ bị lỗi mất bất nghĩa. Và cộng thêm là mình không đến vào cái đám dỗ, mình không có góp phần thì có nghĩa là mình không đến rồi, thì nó sẽ cộng thêm, nó sẽ bất hiếu nữa. Nhưng mà ngược lại, nếu như mình đóng góp, mình đưa tiền vào để theo cái nghiệp phận sự, theo nghĩa vụ của mình là phải đóng cỗ đơm đấy, theo hình thức là
đinh là chi là chai phải đóng, thì đóng vào theo nghĩa vụ thì người ta sẽ cúng dỗ theo cái tục truyền rồi, thì có nghĩa là họ sẽ thắp hương, sẽ thờ lạy, thì trong cái việc thắp hương, trong cái việc thờ lạy đấy nó sẽ có tiền của mình, thì sẽ có nghĩa là sai, đúng không? Sẽ có nghĩa là sai. Thế cho nên mình không thể nào bây giờ mình lại đi tranh cãi với cái người đời được. Thế cho nên mình không thể nào mình đi tranh cãi với cái người không hiểu đạo Chúa được. Mình người hiểu đạo Chúa mà mình đi tranh cãi người hiểu, người không hiểu đạo Chúa, thì kiểu gì họ cũng chỉ muốn họ thắng thôi. Kiểu gì họ cũng sẽ nói là mình sai. À, kiểu gì họ cũng sẽ phản biện lại mình. Bởi vì mình đã có cái lỗi rồi, là mình không đóng dỗ sẽ làm mang lỗi bất nghĩa rồi, mới lỗi với hiếu rồi, cho nên là họ sẽ vặn được mình. À, thì mình buộc là mình sẽ bỏ họ, mà mình bỏ họ thì cũng sẽ không được. Bởi vì Chúa nói rằng là con người với nhau, nhìn mắt với nhau, con người còn nhìn thấy nhau được, còn không yêu thương nhau thì làm sao ta yêu được một Đức Chúa Trời không thấy được, đúng không? Ai nói yêu Đức Chúa Trời thì phải yêu thương anh em mình nữa, đúng không? Anh em mình đã sai. Đấy, nhưng mà mình lại thêm tiền vào để cho anh em mình tiếp tục làm điều sai thì điều đó cũng không được. Nhưng mà nếu mình không được thì mình cũng là sai, bởi vì họ, tất cả họ để đi theo cái điều đó là điều tục truyền, mà nếu như mình bỏ, mình không đóng dỗ thì đó cũng rất là sai. Thì thật ra thì nói ra nó rất là khó nói, tham gia việc cúng dỗ hay không, hay không tham gia việc cúng dỗ, thì buộc phải do chúng ta, do cái sự hiểu biết, do cái tấm lòng của chúng ta và do với cái người gia đình chúng ta. À, khi chúng ta cải đạo rồi, khi chúng ta theo Chúa Giêsu rồi, thì chúng ta nên nói thật, nói thật với gia đình của mình, với dòng họ của mình là mình theo đạo như này, và nhưng mình vẫn đóng dỗ theo lộc, lộc vẫn đóng dỗ, nhưng mình vẫn đóng dỗ, nhưng mình vẫn làm tròn cái nghĩa vụ của mình là đóng góp trong ngày dỗ đó. Còn cái việc mà họ cúng bái như nào đấy là việc của họ. Đấy. Còn nếu như anh em không ăn đồ cúng thì anh em nói thẳng là tôi không ăn đồ cúng, mâm nào không cúng thì mâm đó tôi ăn, còn dỗ trà tôi sẽ đến và tôi sẽ đóng theo cái đầu đi, tôi sẽ đóng theo đầu đinh, đầu chi của mình, để rồi sau này anh em già rồi, những cái người đó, cái quyền huynh trưởng họ, họ mất đi sau này, sau thời gian nó qua đi rồi đấy, thì anh em không cần phải đóng dỗ nữa đấy, thì điều đó sau này thôi đấy. Hay là khi mà người trưởng người ta mất đi rồi, cái quyền trưởng nó thuộc về anh em, thì anh em muốn làm gì thì làm, muốn quyết sao thì quyết đó, bởi vì tất cả mọi người sẽ đặt cái thẻ của anh em. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn là người bề dưới của họ, vẫn theo cái dòng họ, vẫn theo cái nghĩa, vẫn theo cái tình cảm gia đình, mà nên nó nghĩ rằng tốt nhất là vẫn nên đóng dỗ, vẫn đóng dỗ để làm chọn cái đạo của đời, để làm chọn cái tục truyền, để lấy được cái tình cảm, cái nhân nghĩa với anh em, với gia đình của mình. Lộc nghĩ là như vậy. Còn nói về thờ cúng, nói về lễ bái, nói về lễ bái thì mình chắc chắn là không tham gia, chắc chắn là không tham gia. Dù cả cái đó là bố đẻ mình cũng không thờ cúng nữa. À, nhưng mà mình vẫn tham gia đóng dỗ, còn người ta cúng bái là việc của người ta, Cho nên là trong cái câu chuyện của ADC chữa lành cho người bị bệnh phung. Và cái người bệnh phung ấy là một đại quan, đúng không? Của dân ngoại. Và cái người đó nói rằng là tôi sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va. Nhưng khi tôi đi với vua vào trong đền thờ của tà thần, vua sẽ thờ lại cái thần đó. Nhưng khi mỗi lần vua thờ lại cái thần đó thì cũng kéo tôi quỳ xuống. Nhưng mà trong lòng tôi quyết chỉ thờ phượng một Đức Giê-hô-va thôi. Thì cái điều đó là điều trong lòng Chúa biết anh em thờ phượng Chúa đến mức độ nào. Chứ không thể nào xét đoán là tham gia cúng dỗ, đóng tiền vào cúng dỗ, đến đám dỗ thì là sai đạo Chúa hay như thế này thế kia, nó sẽ mất đi cái hay. Bởi vì các bạn là một tôn giáo, là một điều mới mẻ, dù là rất là đúng, chúng ta thờ Chúa là đúng. Nhưng nếu như ra chống lại cả một cộng đồng, chống lại cả một cộng đồng họ đang với cái tục truyền, đang sống trong cái nhân nghĩa của họ, ta sống trong nhân nghĩa họ mà ta chống lại cái nhân nghĩa đó thì chúng ta sẽ chẳng ra gì cả, ta sẽ bị cả một cái cộng đồng đó họ chê cười thì nó sẽ rất là không hay. Thì thật sự là trong cái video này nói ra, Lộc nói là trong cái điều cúng dỗ này, trong điều dỗ thì trong cái việc dỗ này nó có sai trong cái đúng, mà nó có cái đúng trong cái sai. À, dường như là kế hoạch của ma quỷ, cái hạch của thế giới tà linh, nó đã làm ra cái tục truyền và làm ra rất nhiều hàng trăm hàng triệu cái tục truyền tương tự những cái tục này, để cho cái chân lý của đạo Chúa nó bị mắc kẹt
trong một cái mớ tổng bong mà rất khó giải quyết, lừa đúng lừa sai, thế là gì? Thế là tạo ra một cái tranh cãi rất là khó, rất là có nhiều năm. Thì theo lộc rằng là chúng ta nên cố gắng đổi cái từ dỗ thành từ kỷ niệm ngày mất, để cho cái từ cúng bái, cái nghĩa cúng bái nó không còn trong cái việc làm của chúng ta nữa, thì chúng ta nên dùng như vậy. Còn dỗ của gia đình thì chúng ta vẫn nên đến và tham gia vào việc dỗ theo đúng cái nghĩa vụ, theo đúng cái phận sự, theo đúng cái bậc, theo đúng cái bề làm con cháu, cái bề làm tôi. Còn việc cúng bái thì chúng ta nhất quyết không theo. Đấy, và việc ăn đồ cúng thì đó là anh em phải tự khôn khéo, phải tự ăn nói với người ta trong gia đình của mình. Bởi vì là ví dụ như mình là đinh, mình buộc phải ăn cái mâm cơm đó cùng với các đinh khác, đúng không? Mà cái mâm đó thì cúng rồi thì mình phải có những lời khôn khéo để né tránh cái sự ăn uống đồ cúng đấy. Thì đó là một số cái mình muốn chia sẻ và muốn đàm luận cho cái vấn đề này. Chứ thật ra thì chúng ta không thể nào bỏ người còn sống được. Chúng ta bỏ không thể bỏ như vậy được, bởi vì bỏ như vậy chúng ta sẽ sống với ai? Đấy, chúng ta sẽ sống với ai? Tất nhiên chúng ta sẽ sống với cùng hội thánh, nhưng mà điều đó sẽ không ra cái gì cả. Người đời ta sẽ nhìn chúng ta với một con mắt nó rất là ấy, nó sẽ gọi chúng ta là bỏ ông bỏ bà, là bởi vì vậy, bỏ cái người theo đạo Tin Lành là bỏ ông bỏ bà, theo Chúa nó bỏ ông bỏ bà, nó sẽ không hay. Chúng ta sẽ không nên làm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì thật ra họ không nói là, bởi vì thật ra chúng ta thường cãi nhau với họ đấy, là ông bà chết đi rồi là ông bà bỏ tôi, chứ không phải là tôi bỏ ông bà. Nhưng thật ra họ không muốn nói cái ý đó đâu, mà họ muốn nói là chính chúng ta đang bỏ gia đình, chúng ta đang bỏ anh em nội ngoại, đang bỏ họ hàng làng xóm, còn đang bỏ họ hàng, đang bỏ gia tộc, chứ không phải là bỏ cha bỏ mẹ mà thôi, bỏ ông bỏ bà mà thôi. Thì đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn phải nhìn thấy cái nhân nghĩa của đời, đời nó có nhân nghĩa của đời, có lương tri của đời, có tâm hồn của đời. Nó không đến từ thánh linh, nhưng mà nó cũng là một cái đạo đức của những con người, họ được chân của những con người họ đã dựng nên và tạo ra. Và những cái nhân nghĩa đó, đó là cái tâm đức. Và chúng ta là những người có ăn có học thì chúng ta phải hiểu thế nào là nhân nghĩa phù hợp với tâm trí con người. Chúng ta cố gắng nên giữ lại cho mình. Chúng ta làm sao để cho mình có được nuôi và cũng có đường tiến nữa, chứ không phải là theo đạo rồi chúng ta bỏ hết. Tất nhiên Chúa Giêsu nói rằng là ai theo ta mà bỏ cha bỏ mẹ, bỏ anh bỏ chị bỏ em, thì bỏ cửa bỏ nhà bỏ gia đình bỏ con cái hoặc vợ con ấy, thì sẽ được nhận trăm phần hơn trong đời sau. Thì cái điều đó là Chúa dạy cho những người mà họ luyến tiếc và họ coi trọng những cái điều ở thế gian lớn hơn là coi trọng những điều ở thiên đàng. Chúa dạy như vậy cho những người như vậy, chứ không phải là chúng ta cứ áp dụng cái câu đó rồi sau đó là chúng ta là thôi không cúng dỗ nữa, không bỏ hết. Nếu mà bắt tôi cúng dỗ thì tôi không bao giờ đến nữa, rồi Tết nhất này tôi không tham gia vào việc hóa vàng các việc kia, thì nó sẽ mất đi một cái nhân nghĩa ở đời đấy các bạn, mất đi cái nhân nghĩa ở đời. Bởi vì chúng ta bó tay bó chân, chúng ta tự chúng ta lại đánh vào mặt chúng ta, tự chúng ta lại tự làm khó mình, tự chúng ta lại làm mất đi mối quan hệ, lại phá hỏng đi mối quan hệ. Trong khi đó là những người thành công họ càng khao khát có được mối quan hệ, càng khao khát giữ được mối quan hệ, càng giữ được cái tâm đức ở đời, thì chúng ta lại theo Chúa, chúng ta nói chúng ta có đạo, chúng ta người có học, mà chúng ta lại cuối cùng là lại làm mất đi cái chân thiện mỹ ở đời, thì nó sẽ rất là hỏng. Còn về việc đấy, chúng ta chỉ có một cái việc là không cúng bái, không tế lễ và không ăn đồ đã tế lễ và cúng bái thôi, mà chúng ta lại làm mất đi cả một cái nhân nghĩa, thì điều đó thật sự là không đáng, Thì đó, thì nói nữa nói mãi thì nó cũng chỉ có nằm ở cái vấn đề thôi. Tục đã truyền đến nay vẫn còn đấy, cái gì đúng chúng ta cố mà giữ lại, cái gì sai chúng ta khôn khéo mà lách qua, khôn khéo mà vượt qua. Rồi sau này 100 năm sau nhiều người theo đạo Tin Lành rồi đấy, hay là 50 năm sau có nhiều người theo đạo Tin Lành rồi, thì cái văn hóa, cái tục của người Tin Lành lại truyền ra khắp Việt Nam, thì sau này nó sẽ thay đổi cái tục đúng, thì nó sẽ làm cho cả cái cộng đồng nó đẹp, đúng không? Đấy, chung quy là như vậy. Thì nói ra chúng ta không nên xét đoán, nếu chúng ta không ăn đồ cúng thì đừng xét đoán cái người ăn, và chúng ta không thờ phượng, không tế lễ, không cúng bái thì đừng xét đoán cái người thờ cúng,
đúng sẽ đó người ta cũng, bởi vì họ là người có tin đâu, họ là người chưa tin, hoặc là họ là người mới tin, hoặc là người mới biết về đạo, mà ta ngay lập tức chỉ trích họ, xét đoán họ, đánh giá về họ, họ sẽ bị tổn thương. Ai cũng vậy, khi mà chỉ ra lỗi lầm, lỗi sai của người khác, người ta sẽ bị tổn thương. Chúng ta nên bao dung, nên rộng lượng, nên tha thứ, nên biết rằng là mình cũng là một con người, mình cũng là con người, mình chưa là thánh nhân đâu, mình chưa là thánh nhân đâu. Và mình có theo Chúa, mình có trở thành một người rất là tuyệt vời, là giáo sư của Chúa, nhà tiên tri của Chúa, nhà hùng biện của Chúa, nhà truyền đạo của Chúa, thì mình vẫn là con của bố mình, con của dòng dõi là gia đình này, mình vẫn phải sống có nhân nghĩa, có đạo đức. Đấy. Trọng lễ giáo, trọng hiếu đạo mới thật sự là con người các bạn ạ. Đấy thì nói thế để cho các bạn nói thế để hình dung cho các bạn nói thế để chia sẻ với các bạn về một cái chân lý đạo mà mình muốn và mình muốn khai phóng ra, chứ nhiều người ta không hiểu được sâu ấy, mà người ta nghe rằng là ô đừng nên tham gia cúng dỗ nữa thì người ta bỏ hết, thì đâm ra là đạo tin lành mang cái tiếng là bỏ ông bỏ bà, mang cái tiếng rất là oan. Và sống trên đời này thì chúng ta càng cố gắng giữ được cái nhân nghĩa cho mình, nhân nghĩa cho gia đình mình đấy, và rồi truyền lại cho con cháu đấy, chúng ta cố gắng cái điều này nó sẽ đi sâu vào trong mỗi tấm lòng con người. Thì chúng ta cứ làm chọn mọi lẽ đạo, làm chọn mọi lẽ thật đấy. Chúng ta không nên chủ động bỏ đi người ta trong khi người ta còn chưa ruồng bỏ mình, trong châm ngôn chép rằng người khôn ngoan là người lấy được linh hồn người ta, là người chiếm được linh hồn của người ta. Sự khôn ngoan thì kêu ở giữa chợ, sự khôn ngoan thì bày ra sự thiện hạ, sự khôn ngoan thì la lớn tiếng ở ngoài đường, sự khôn ngoan thì được tôn lên ngôi cao, đúng không? Thế mà trong khi đó chúng ta theo Chúa, chúng ta là khỏi đầu sự khôn ngoan, người tin Chúa là người khỏi đầu sự khôn ngoan, nhưng chúng ta lại khiến cho họ ghét chúng ta, chúng ta không lấy linh hồn người ta, đúng không? Sự khôn ngoan thì kêu ra ở giữa chợ, nhưng mà chúng ta lại kêu ra ở giữa chợ với cái sự chửi rủa là chúng ta bỏ bỏ bà. Xong rồi lời châm ngôn có nói là sự khôn ngoan thì la lớn tiếng trên đường phố, đúng không? Sự khôn ngoan thì nên lớn tiếng giữa quảng trường, sự khôn ngoan kêu gọi nơi phố chợ nhộn nhịp, diễn thuyết tại cổng và vào trong thành phố. Sự khôn ngoan nó phải được bày tỏ ra rộng như vậy. Và trong khi đó họ bày tỏ ra chúng ta là gì? Bày tỏ chúng ta là người bỏ ngô bà, thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái sự khôn ngoan của mình. Ma quỷ nó muốn lừa chúng ta, cái lừa lớn nhất ấy là ma quỷ nó lừa chúng ta lại chúng ta đánh mất sự khôn ngoan của mình. Và khi đánh mất sự khôn ngoan rồi, chúng ta sẽ không bày tỏ được cái chân lý của Chúa ra đường phố, ra giữa chợ, ra những nơi quảng trường, ra những nơi lớn hơn, cao hơn được là cái gia đình của chúng ta, đúng không? Và như vậy thì chúng ta không bao giờ đáp ứng được cái mục đích của sự khôn ngoan. Mục đích của sự khôn ngoan là gì? Con người khôn ngoan là người chiếm được linh hồn của người ta. Mục đích của sự khôn ngoan là giúp bạn chiếm được linh hồn của người khác. Mà chúng ta làm mất đi cái mục đích đó thì chúng ta đã là thất bại rồi, thất bại trong cái việc sống ở trên đất rồi. Thì đấy là cái mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn. Kính dạ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Ta phải sống thật khôn khéo giữa đời này. Ta sai các ngươi đi như chiên vào giữa bầy muông sói, nên hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Đấy. Lời Chúa chúng ta cần phải suy ngẫm rất là nhiều và phải học rất là nhiều. Chúng ta phải nhìn, đừng dập khuôn. Nghĩa của dỗ là cúng bái, nhưng mà chúng ta cố gắng nên sửa thành kỷ niệm ngày mất, tưởng niệm, và rồi thì chúng ta lánh đi. Và rồi nếu chúng ta có theo sự cúng dỗ thì chúng ta theo trên tinh thần là nghĩa vụ, là con cháu, là đinh, là chi, là trai phải theo. Và chúng ta theo rồi thì chúng ta cũng khôn khéo và nói thẳng là mình là người theo đạo thì mình không còn cúng tế, không còn tham gia vào việc thờ phượng người đã mất nữa, và cũng nói thẳng. Và nếu như mà buộc phải ăn đồ cúng thì cũng trình bày rõ, khước từ được thì tốt, không khước từ được thì chúng ta phải có những sự khôn ngoan sống giữa đời này. Thì đấy là Lộc muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Thì đạo Chúa có rất nhiều những cái khúc mắc như thế này nữa, thì có thể nói ra đây nó chưa hết được, thì các bạn có thể để lại những comment, có thể chúng ta sẽ bàn luận với nhau trong những video tiếp theo. Và Lộc xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, và chúc các bạn có một cuộc đời theo Chúa thành công và vui hưởng nước đàng của Chúa dưới đất này trong sự chúc phước của Đức Chúa Trời Ngài. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.
Thank you.